hello xin chào các bạn nhé tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo action là hôm bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo action cho minh chuẩn này à, tạo action à, cho f 5 thần thánh này tạo action cho bột chai này đây là một trong ba cái công cụ ở trong bộ panel một đấy nó đã hỗ trợ các bạn trong quá trình làm rất là tốt rồi thì à, ở cái bản thứ hai này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo action để mình sử dụng phím tắt nó còn nhanh hơn nữa nó tối ưu hơn nữa mọi người nhé thì đầu đầu tiên đó là mình sẽ bật cái giao diện action này lên nhá các bạn nhé Để bật giao diện action này của các bạn mà chưa có thì các bạn vào trên Windows này, các bạn vào chỗ action này này, đó. Thì các bạn ấn vào cái giao diện action nó sẽ hiện ra như này. Action hiện tại ở đây là nó đang ở cái chế độ là chỉnh sửa, còn cái chế độ mình sử dụng nó sẽ ở đây này. Đó. Thì um, bây giờ mình sẽ bật vào cái chế độ chỉnh sửa nhá. Đó, bỏ tích cái này ra. Thì nó sẽ hiện ra như này. Và các bạn sẽ tạo cho mình một cái thư mục này. Đó gọi là một cái new set ấy. thì mình new set đây là mình ghi là action. Đó, mình ghi là action V2 nhá. Đó ok này. Và bây giờ mình sẽ tạo một cái action làm mịn chuẩn nhá. Thì mình ghi làm mịn chuẩn đây. Mịn chuẩn. Và mình để đúng vào cái set này nhá. Cái new set đây, đó. Thì cái phần phím tắt mình sẽ để là F4 nhá. Đó, cái phần nền thì mình sẽ để là màu đỏ đi. Sau đó mình bắt đầu mình ấn ghi này. Thì khi mà mình ấn ghi thì mình sẽ bắt đầu chạy theo đúng cái bộ panel lần một ấy thì mình sẽ bắt đầu nhân lớp lên. Và mình sẽ bắt đầu và nít in mây này. Đó, mình sẽ chọn một cái thông số mặc, mặc định mà mình uh, sẽ làm cái bộ ảnh đấy uh. Thì đây là mình chọn mình gai chẳng hạn thì mình sẽ bắt đầu ấn apply này. Đó, sau khi mình chạy xong thì mình sẽ bấm uh, vào cái mặt nạ lớp này. Đó và các bạn sẽ ấn là uh, control y ngắn nhá. Đấy để cho nó vào cái, um, cái 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 mặt nạ đen này để mình bôi cái da mặt này này thì các bạn nhớ là sau khi đến cái bước này rồi thì các bạn nhớ chọn cho mình cái công cụ brush nhá. Để sẵn brush đây và các bạn để khoảng uh, 100% nhá, để sẵn như thế này này đó và mình sẽ bắt đầu uh, kết thúc cái uh, ghi action này đó thì mình uh, sau khi mình làm xong rồi thì bây giờ là mình đã tạo xong được cái action miễn chuẩn này và bây giờ mình muốn chạy miễn chuẩn cho các bức ảnh này á, thì rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần ấn cho mình là f4 thôi này đó mình ấn f4 này đấy nó sẽ tự động chạy này nó rất là nhanh các bạn sẽ không cần phải di vào uh, bảng này để các bạn làm nữa đó bây giờ việc của các bạn là bôi thôi đây là chính là cái mịn gai mà mình hay dùng ấy cái miễn chuẩn nào mà ở trong um, panel một mà mình hay hướng dẫn cho mọi người đó còn cái cách để mà các bạn muốn thay đổi thông số thì lại đơn giản nữa ấy, là các bạn không cần phải vào đây để mà thay đổi như cái bản một nữa mà các bạn sẽ chỉ cần ấn vào cái phím tắt tức là cái nút mở đây này. Đó cái nút mở là Shift F3 đây này. Đó Shift F3 đây. Là nó sẽ mở luôn cái nút mở cho mình là cái Photoshop và mình muốn thay đổi cái thông số gì ở trên này á, thì mình thay đổi thôi. Đó rất là đơn giản. Tiếp theo nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách tạo nút mở cho Chai nhá. Cũng giống y hệt như cái bản một đấy là bình thường là mình dùng á, thì mình sẽ không có um, mình dùng là mình làm là mình sẽ không có chạy thẳng mà mình sẽ bôi lại nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người cách tạo cho cái mịn mịn bột chai nhá thì điều đầu tiên đó là mình lại tiếp tục mình vào đây này mình tạo new một cái này thì ghi đây là mình ghi làm mịn này. mịn bột chai nhá đó mịn bột chai đây thì uh, bây giờ là mình sẽ bắt đầu chọn vào nó vẫn ở trên cái new set này nhá mình chọn cái màu nền là màu đỏ này mình để phím tắt là f 4 thì lúc nãy là là làm là, đang làm mịn ít in may rồi bây giờ mình sẽ để là ship F4 chẳng hạn nhé xong mình bắt đầu mình ghi này đó thì mình sẽ nhân lớp lên đó và mình sẽ tiếp tục vào bột chai này đây bột chai đây đó sau đó là mình sẽ ấn để mặc định ở đây cái thông số đây là mọi người để ý này để không không hết nhá mình chỉ chỉnh mỗi cái phần cái chỗ này mình để một hết cũng được này đó các bạn để ý thông số nhá cái brinet này mình chỉ để đúng hai thôi cộng hai thôi các bạn nhá đó để chủ yếu là để mình cộng cho cái da nó sáng đều mịn lên thì mình ok này thì cái ảnh của mình nó sẽ sáng đều mịn lên đó, và mình sẽ lại để mặt nạ lớp và mình để Ctrl Y này đó và các bạn nhớ là để cho mình vào cái brush này, này đó vào đúng cái brush này và để 100% nhá sau đó là các bạn sẽ tắt action này tức là mình đã ghi xong đó, đó thì bây giờ mình muốn chạy lại một chai thì bây giờ mình chỉ cần ấn là mình chỉ cần ấn cái phím tắt là Shift F4 này đó rất là nhanh thì nó sẽ tự động nó chạy này đó và nó ra cái màn ảnh lớp và cái việc của mình á nó bột hốt có sẵn đây rồi thì mình chỉ có việc là bôi thôi đó đây mình sẽ bôi vào những cái vùng da tối này thì các bạn sẽ xem những cái video mình hướng dẫn ở bạn một thì các bạn sẽ hiểu cái cách làm rất là đơn giản rồi đó tiếp theo đây sẽ là một cái công cụ gọi là cái công cụ hay nhất mà ngày trước mình rất là hay chia sẻ với mọi người đó đây là một cái công cụ tuyệt vời nhất mà mình rất là thích đó là cái công cụ F5 thì cái công cụ F5 này tạo action như thế nào á đó? đó thì hôm nay mình sẽ bật mí với các bạn nhé Điều đầu tiên là mình sẽ vào action này uh, Sorry, mình vào đây Action này mình bắt đầu tạo nhá Mình uh, sẽ ghi là new action đây Đây mọi người nhá Đó, mình sẽ ghi là tự động nhật F5 nhá Mình ghi F5 luôn đi à, uh, Nhặt mụn Mình ghi là mụn nhá Mụn mụn như này Đó Và cái công cụ đây là mình sẽ để phím tắt là F5 nhá đó, F5 ở đây là nó trùng với cái F5 ngày trước rồi đó đó, thì mình cứ mặc định là F5, ở đây nó cộng thêm tổ hợp phím là Shift F5 nhé Bởi vì là F5 mình đã để sẵn đấy rồi Đó, thì bây giờ mình cũng để cái nền là đỏ này Mình record này Thì cái công cụ này á, thực chất nó là như thế nào á, Thì bây giờ các bạn khoanh vào như này này Đó, sau đó các bạn ấn Delete này Thì các bạn chọn cho mình là Cotton Away này Đó, sau đó các bạn là, các bạn OK đó, Và các bạn um, tắt cho mình này Đó, Ctrl D tắt cho mình cái vùng chọn này đi Đấy, thì nó, mình đã kết thúc xong một cái Action Thì các bạn sẽ để ý rằng là Ừ, đến đây thì mình sẽ bắt đầu ấn Top này thì uh, khi mà mình uh, bắt đầu mình muốn làm cái F5 thần thánh như này nó bình thường mình ấn đây mình khoanh vào như này này đó và mình chỉ cần ấn chip F5 này là tự động á đó là tự động nó sẽ mất này đây đó đây các bạn nhá nó ở tận tít dưới này này đây nó ở tận tít dưới này nhá ship F5 này các bạn khoanh vào đó các bạn khoanh vào và các bạn ấn uh, À, cho mình là cái công cụ là ship F5 nhá. Đây ship F5. Đó. À, sorry sorry mọi người nhá, cái F5 này thì mình chỉnh lại một tí nhá. Đó, mình nói lại một tí về cái F5 này. Tức là cái F5 này là các bạn sẽ bắt đầu sử dụng khi mà mình đã tạo sẵn cái vùng chọn này rồi nhá. Ví dụ đây này, này mình khoanh sẵn cái vùng chọn này rồi nhá. Đó mình khoanh sẵn cái vùng chọn này này thì mình mới bắt đầu tạo cái action nhá. Thì mình mới bắt đầu vào đây. Đó, mình mới bắt đầu vào cái new action này này. Đấy thì các bạn tạo cho mình là mụn này. Đó và mình để là phím tắt là Shift F5 này, này Đó mình bắt đầu record này. Thì đến cái bước này là mình sẽ ấn delete này. Đó, cái nút delete đấy nhá, sau đó ok này. Đó thì đến đây rồi thì mình bắt đầu mình ấn là, là Ctrl D đi này. Đó, mình ấn Ctrl D mình tắt đi nhá. Đấy thì sau đến vào quay về cái chỗ action mình sẽ tắt action này đi Đó thì bây giờ mình sẽ ứng dụng thử một cái nhá. Đây mình khoanh vào đây mình sẽ ấn shift F5 này. Đó là nó sẽ mất luôn này. Đấy mình ấn shift F5 tiếp này. Đó nó sẽ mất đi nhá. Đó, đấy chính là cái công cụ F5 thần thánh mình mình hay hướng dẫn mọi người đó. Rất là đơn giản thôi đúng không? Đó mọi người hãy thử và hãy tự tạo cho mình một cái combo action như này nhá. Chỉ có boom, gồm có ba cái này thôi. Đó thì cái quá trình khi mà mình làm sẽ rất là tuyệt vời. Mình sẽ ứng dụng ở trong những cái bài học sắp tới này và vào những cái action này mọi người nhá để cho mọi người uh, sẽ thấy được những cái quá trình khi mà mình làm nó sẽ diễn ra như thế nào và nó sẽ tối ưu như thế nào so với cái bạn một ok mọi người